Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trưa ống kính. Cập nhật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trước tiên. Thưa quý vị, ngay sau vụ việc phụ huynh bức xúc về bữa ăn trưa tại trường mầm non công lập Phú Mỹ không đảm bảo an toàn và chất lượng, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp làm việc với nhà trường, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan và phụ huynh học sinh giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, việc cung cấp lương thực và nấu ăn tại trường mầm non Phú Mỹ. Đến hôm nay, sau 3 ngày vụ việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã thông báo phụ huynh đón trẻ lúc 11 giờ với lý do giáo viên cấp dưỡng xin nghỉ và không có người nấu ăn cho trẻ. Sáng nay 12 tháng 10, phụ huynh trường mầm non công lập Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ đều đón trẻ lúc 11 giờ theo thông báo của nhà trường. Vì lý do cấp dưỡng nhà trường xin nghỉ nên trường không phục vụ bữa ăn tại trường. Nghỉ, nhưng mà hôm trước có nói là thầy chùa đứng ra nấu cho 3 ngày, nhưng mà tại sao hôm nay thầy chùa lên để nấu cho học sinh ăn, lại cô hiệu phó kêu là bên huyện không cho nấu nữa là sao? Tìm gặp lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Phú Mỹ để làm rõ thêm tình hình, chúng tôi được ông Võ Tuất Hinh, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã cho biết, mặc dù chưa xem xét đơn xin nghỉ của giáo viên cấp dưỡng trường mầm non Phú Mỹ, nhưng họ vẫn nghỉ. Phòng Giáo dục Đào tạo sẽ nhanh chóng có giải pháp ổn định hoạt động nhà trường vào đầu tuần sau. Tiếp theo thì chúng tôi dự kiến là có phương án sẽ điều mỗi trường mầm non một cấp dưỡng để tới phụ nấu ăn cho các em cho tới khi nào là giáo viên xong việc, để đảm bảo là sáng thứ hai tuần tới hoạt động trường mầm non Phú Mỹ vẫn diễn hoạt động bình thường, các cháu được đảm bảo ăn uống. Trộm cắp tài sản và tàng trữ mua bán ma túy là tình trạng được ghi nhận nhiều trong bản tin của chúng tôi. Vấn nạn này xảy ra ở mọi tỉnh thành cả nước, mà Bà Rịa Vũng Tàu cũng không ngoại lệ. Sáng nay 12 tháng 10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10, ở trước cửa nhà số 2 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, lực lượng trinh sát đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đồn biên phòng Chí Linh bắt quả tang đối tượng Dương Thị Hồng Thủy, sinh năm 1980, quê quán Tiền Giang, hiện tạm trú tại số 129 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ trong túi áo đối tượng Thủy hai gói ni lông hàn kín, trong túi chứa tinh thể màu trắng. Qua điều tra, đối tượng Thủy khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Và một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa được Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện. Lượng lớn ma túy từ Điện Biên đưa về các tỉnh dùng xuôi để tiêu thụ. Nếu số ma túy này vận chuyển trót lọt đến 7 bánh heroin, quý vị hãy hình dung sẽ xảy ra hệ lụy khôn lường như thế nào đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển 7 bánh heroin từ vùng núi Điện Biên về các tỉnh miền xuôi là Lò Văn Si, sinh năm 1984, cư trú tại bản Tò Cang, xã Ẵng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Quá trình vận chuyển đến Phú Thọ, vào ngày 8 tháng 10, đường dây này bị các điều tra viên công an tỉnh phát hiện bắt giữ. Căn cứ lời khai của Lò Văn Si, cơ quan điều tra đã phát lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Các đối tượng có liên quan là Lầu A Xá, Lầu A Giống và Lò Văn Dương. Một ngày với những ghi nhận bình yên là mong muốn của những người thực hiện bản tin trước ống kính. Và với mong muốn này, chúng tôi cũng luôn ghi nhận những nỗ lực của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Thưa quý vị, phường 1 thành phố Vũng Tàu là nơi tập trung đông dân cư, đồng thời còn tập trung hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn, với lượng du khách thường xuyên đổ về rất lớn. Đây cũng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, do có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự trà trộn lưu trú. Với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là lực lượng công an phường, những năm gần đây, phường 1 thành phố Vũng Tàu luôn duy trì ổn định an ninh trật tự,
góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền và công an địa phương. Phường 1, thành phố Vũng Tàu có khoảng 15 biệt thự cho thuê với hình thức homestay. Thời gian qua xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên thuê biệt thự ở đây để tụ họp ăn chơi và có cả sử dụng ma túy. Nắm bắt thực trạng này, lực lượng công an phường 1 phối hợp với mạng lưới an ninh nhân dân kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Qua cái cuộc vận động và xây dựng cái mô hình liên gia này, thì người dân đã cung cấp cho công an phường chúng tôi rất là nhiều nguồn tin, trong đó nhất là các nguồn tin về các đối tượng tụ tập sử dụng chất ma túy, mà qua đó chúng tôi đã xử lý và kịp thời. Đẩy mạnh thực hiện mô hình liên gia tự quản, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. 9 tháng đầu năm 2018, Công an phường 1 phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu xử lý 6 vụ với trên 60 đối tượng thuê biệt thự làm nơi mua bán sử dụng ma túy. Bên em cũng thông báo cho công an phường, thì trong năm qua là cũng có thông báo về một vụ cũng kịp thời để ngăn chặn các bạn đó ấy, và công an phường cũng phối hợp hỗ trợ. Mình sàng lọc được các khách mà lợi dụng chỗ thuê để sử dụng chất ma túy cũng như là những hành vi vi phạm pháp luật. Giữ gìn an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, sự chung tay của người dân, đặc biệt là chính cơ sở kinh doanh du lịch với vai trò tự phòng, tự quản mới có thể mang lại sự bình yên trong lành thực sự cho cuộc sống của mọi người, mọi nhà. Tôi xin được nhắc lại, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội không chỉ dựa vào quyết tâm hay mạnh tay hơn nữa của các lực lượng chức năng, mà chính là sự chung tay của người dân với vai trò tự phòng, tự quản mới có thể mang lại sự bình yên trong lành thực sự. Thời lượng dành cho bản tin Trước Ống Kính hôm nay tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên khung giờ 18 giờ mỗi ngày trên sóng truyền hình BRT. Quý vị có thể xem lại bản tin trên website brt.vn, trên fanpage Thời sự BRT, YouTube Thời sự BRT, hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Rất mong nhận được những thông tin cộng tác của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.